Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà mình mới được đọc gần đây trong một cuốn sách có tên là 1% tài năng và 99% là mồ hôi nước mắt. Thì ngay phần đầu cuốn sách, tác giả có kể về một câu chuyện về nói về niềm tin. Và sau đây thì ngay đây bây giờ Đại sẽ kể cho anh các bạn câu chuyện này. Câu chuyện này như sau. Có một cậu bé sống tại một trang trại gà. Cậu bé này rất thích là leo đi bộ đường dài và leo núi đá. Thì có một hôm khi đang leo núi, cậu mới phát hiện ra một tổ chim đại bàng và trong đó có một quả trứng. Cậu mới cầm quả trứng này về để cho gà mái ấp cùng với những quả trứng gà khác. Vì nở ra giữa một bầy gà nên chú đại bàng nghĩ mình là gà, cho nên chú học các hành vi của gà từ mẹ và bới mồi trong sân cùng với những người anh em gà khác. Chú không biết làm gì hơn nữa. Đôi lúc có những kích động lạ lùng trong cơ thể, nhưng chú không biết phản ứng thế nào với những cảm giác đó, cho nên chú lờ đi, quên đi hoặc là kìm nén lại. Và rốt cuộc, nếu đã là gà thì chú nên cư xử như là một con gà. Đọc lại câu này ạ, mình sẽ đọc lại câu này. Rốt cuộc chú nếu đã là gà thì chú nên cư xử như là một con gà. Và rồi đến một ngày nọ, khi đang có một con đại bàng bay ngang qua nơi, đúng lúc chú đại bàng ngước lên và trông thấy. Bỗng dưng chú muốn được như chú đại bàng kia. Chú muốn bay cao, chú muốn bay đến những ngọn núi xa nơi mà chú vẫn nhìn thấy ở trang trại gà. Và chú mới bắt đầu dang đôi cánh của mình ra. Đôi cánh bây giờ đã to hơn và rộng hơn đôi cánh của những người anh em gà khác. Dù chưa từng bay nhưng chú có bản năng và khả năng để làm điều đó. Và lúc đầu thì bay vẫn còn khó khăn, nhưng mà dần dần vững chãi và mạnh mẽ hơn. Và khi bay được vút lên trời thì lúc đó chú mới thực sự tìm thấy được cái tôi thực sự của mình. Và câu chuyện đến đây là kết thúc ạ. Và không biết là khi mà nghe xong câu chuyện này, các bạn là có cái cảm nhận hay suy nghĩ gì không? Nhưng mà mình có một cái ví dụ như thế này. Đó là ví dụ nếu chú đại bàng này mà không phát hiện ra được con đại bàng đang bay trên bầu trời, thì có phải đến khi chết đi chú vẫn là bới mồi trong sân cùng với những con gà khác, có phải như vậy không ạ? Thì điều đó có phải là một bi kịch rất là lớn trong cuộc đời của chú đại bàng hay không? Vâng, thì câu chuyện của mình đến đây là hết. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe xem cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.